À, tiếp theo Bây giờ chúng ta đi giải bài tập sau đây ở đây à, giả thiết cho chúng ta nếu như mà chúng ta có x cộng 4 bằng đóng bằng ngoặc y trừ 2 tất cả bình phương và y cộng 4 bằng đóng bằng ngoặc x trừ 2 tất cả bình phương và cho điều kiện là x khác y thế thì à, giá trị của cái biểu thức x bình cộng y bình bằng bao nhiêu Bây giờ chúng ta sẽ đi khai thác cái giả thiết chúng ta có x cộng 4 bằng y trừ 2 tất cả bình phương và y cộng 4 bằng x trừ 2 tất cả bình phương. Để khai thác cái giả thiết này thì trước hết là chúng ta sẽ phá cái dấu ngoặc ở bên tay phải ra. Dấu ngoặc này là chính là hàng đẳng thức a trừ b tất cả bình phương hai đẳng thức bình phương của một hiệu Đấy, có thể ghi lại công thức cho các em nhớ đây a trừ b bình phương bằng a bình trừ đi hai nhân với a nhân b cộng b bình phương rồi vận dụng vào đây thì ở vế bên, bên trái ta để nguyên là x cộng bốn vế bên phải ta có là y bình phương trừ đi 2 nhân y nhân 2 là 4y. Cộng 2 bình phương là 4. Ở bên dưới tương tự như vậy. Cho đây là x bình trừ 4x cộng 4. Đến đây thì thầy ký hiệu của chỗ này là 1, chỗ này là 2. Chúng ta sẽ đi khai thác hai dữ kiện này như sau. À đầu tiên là để cho nó xuất hiện cái x bình cộng y bình thì em nhận thấy ở đây đây có y bình đấy x bình này để xuất hiện x bình cộng y bình chúng ta sẽ cộng hai cái biểu thức này theo từng vế vào với nhau thì nó sẽ ra cái x bình cộng y bình rồi bây giờ ta cộng vào nhé như vậy em sẽ ghi là từ 1 và 2 em cộng vào thì em có ở đây ở vế trái là x cộng y này 4 cộng 4 là bằng 8 này. Đây là ghi cộng 8 này. Vế phải y bình cộng x bình trừ 4y trừ 4x cộng 8. Rồi bây giờ em thực hiện rút gọn x cộng y cộng 8 với bên trái để nguyên. Với bên phải chỗ này là y bình cộng x bình thì ta viết x bình trước, y bình sau. Để cho nó giống như cái dữ kiện của đề bài này. X bình cộng Y bình đây. Còn cái đoạn sau chúng ta nhóm trừ 4 ra bên ngoài. Thì khi nhóm dấu trừ bên ngoài em chú ý phải đổi dấu bên trong đi. Chỗ này là Y cộng X. Nhưng mà chúng ta có thể viết thành X cộng Y. Cộng với 8. Thực ra cái chỗ này cũng không cần thiết phải nhóm Chúng ta có thể chuyển vế Rút gọn đi cũng được Đây bây giờ thầy hủy cái bước này đi nhé Coi như chưa có bước này nhé Thì thông thường khi làm bài các em có thể chuyển vế như thế này Em mà theo dõi thầy nhé Đây X này Ở đây là trừ 4X Bên vế phải thì chuyển sang Bên vế trái thành cộng 4X Chuyển vế đổi dấu Sau đó cộng với Y Ở bên vế trái cứ để nguyên đây nhé Trừ 4Y chuyển đây này Cộng 4Y Rồi bây giờ tiếp theo Cộng với 8 này Ở đây là cộng 8 Ở bên vế phải chuyển đây này Trừ 8 Đấy chúng ta chuyển vế như vậy thôi Còn bên vế phải thì Y bình cộng x bình thầy để nguyên Thầy viết thành x bình cộng y bình Rồi đây em gọn đi Ở bên à, vế trái chỗ này cộng với nhau bằng 5X này Chỗ này này 5Y này Còn 8 8 bằng 0 Rồi như vậy đến đây em thấy là chúng ta có X bình cộng Y bình Sẽ bằng Ở đây em nhóm số 5 ra bên ngoài nhé Bên trong còn X cộng Y Rồi như vậy đến đây em thấy là chúng ta phải đi tính xem X cộng Y này nó bằng bao nhiêu em thay vào chúng ta sẽ tính được ra. Rồi thế bây giờ chúng ta vừa mới cộng rồi, vừa mới cộng là lấy biểu thức một cộng biểu thức hai theo từng vế rồi chúng ta sẽ thu được là cái lượng là x bình cộng y bình đây. Ở đây để bài cho chúng ta cái dữ kiện là x khác y, x khác y. Thì em nhận thấy là x mà khác y thì có nghĩa là cái số x nó trừ đi cho cái số Y Nó sẽ có kết quả là khác không Ở như vậy ở đây chúng ta xuất hiện thế X trừ Y Vậy thì Cũng từ biểu thức 1 và 2 Chúng ta không cộng nữa bởi chúng ta trừ đi cho nhau theo từng vế Bây giờ em ghi tiếp mà Lại có Em ghi từ 1 và 2 Lại có Bây giờ ta không cộng nữa ta trừ Thì ở đây là x này Trừ y này Đây x trừ y 4 trừ 4 bằng 0 ta không viết nữa Bằng y bình Trừ x bình Ở đây là trừ 4y Trừ, trừ 4x Đây là trừ 4y cộng 4x Trừ đi 4y này Cộng 4x Thế còn 4 trừ 4 bằng 0 Ta không viết nữa Rồi đến đây em sẽ chuyển vế Tương tự như vậy nhé Em chuyển sang X này Ở đây là cộng 4X chuyển ra đây này Trừ 4X Trừ Y bên vế trái này Trừ 4Y bên vế phải Chuyển đây là cộng 4Y Ở bên uh, vế phải Còn là X bình À còn Y bình chứ X bình em nhớ là y bình trừ x bình chúng ta không chuyển ngược lại thành x bình trừ y bình đâu nhé nếu mà chuyển thì phải thêm một dấu trừ đằng trước giờ rút gọn đi x trừ 4x là trừ 3x còn ở đây là trừ 1y cộng với 4y là cộng 3y rồi bây giờ để cho làm bài cho nó dễ thì cái vế bên tay trái này thầy viết 3 y trước trừ 3 x viết sau viết như này nhìn cho nó dễ làm bài hơn còn ở bên vế phải thì em vận dụng hằng đẳng thức hiệu của hai bình phương đây thầy ghi lại ở đây nhé a bình trừ b bình bằng a trừ b nhân a cộng b rồi vận dụng vào thì bên vế phải em viết thành y trừ x nhân với y cộng x bên vế trái ta nhóm số 3 ra bên ngoài bên trong còn y chữ x này vế phải ta để nguyên và em căn cứ vào giả thiết cho chỗ này là x khác y có nghĩa là x chữ y khác không X chữ y khác không hay là chúng ta có y trừ x cũng khác không. Rồi hai số mà khác nhau thì số này trừ cho số kia cũng khác không. Như vậy có nghĩa là cái đại lượng này này, y trừ x này, y trừ x hai cái số này khác không, khác không. Thì em rút gọn đi. Rồi, rút gọn đi nhé. Chính vì nó khác không cho nên ta mới rút gọn được. Còn nếu mà không có điều kiện khác không là không rút gọn được. Rồi, thế bây giờ em ghi tiếp vào đây. Ở bên vế trái còn 3 thôi Bên vế phải còn Y cộng X Rồi như vậy tóm lại là chúng ta có là X cộng Y bằng 3 Cái này chúng ta rút gọn được bởi do Để bài cho là X khác Y Chính vì vậy mà em suy ra được Y trừ X nó khác không Khác không mới rút gọn được Rồi Thì sau khi chúng ta có được đây rồi X cộng Y bằng 3 rồi Em thay vào đây này Chúng ta có X bình cộng Y bình Bằng 5 x 3 bằng 15 Rồi ta kết luận nhé Vậy X bình cộng Y bình Sẽ bằng 5 Nhân với X cộng Y 5 x 3 bằng 15